phong trào thi đua chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát do Thủ tướng Chính phủ phát động. Với mục tiêu đến hết năm 2025, cả nước hoàn thành nhiệm vụ xóa nhà tạm, nhà dột nát là phong trào có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, cao đẹp, nhận được sự hưởng ứng, ủng hộ tích cực của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các bộ ngành địa phương, doanh nghiệp và toàn dân. Với quyết tâm chính trị cao nhất, tỉnh Thái Nguyên phấn đấu trước 31 tháng 3 2025 sẽ thực hiện xong việc xóa nhà tạm, nhà dột nát cho những hộ đủ điều kiện. Sáng 13 tháng 4, lời phát động của Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng Trung ương từ huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình. Phong trào thi đua cả nước chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn cả nước trong năm 2025 đã lan tỏa tới 63 tỉnh thành trên cả nước. Tính từ năm 2000 đến năm 2023, cả nước đã có hơn 1,7 triệu căn nhà đại đoàn kết được xây mới và sửa chữa cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn. Tuy nhiên, theo rà soát, tổng số hộ nghèo, cận nghèo có nhà ở chưa đảm bảo ba cứng, theo chiều thiếu hụt về chất lượng là hơn 315.000 hộ. Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh, để hỗ trợ các hộ nghèo có nhà ở ổn định, an toàn, từng bước nâng cao mức sống, góp phần giảm nghèo bền vững, cả hệ thống chính trị, toàn xã hội, toàn dân cùng chung tay có hành động cụ thể để giải quyết dứt điểm nhà tạm, nhà dột nát, để toàn dân được hưởng thành quả của độc lập tự do, thành quả của quá trình đổi mới, đúng với tính ưu việt của chế độ xã hội chủ nghĩa. Thực hiện phát động của Thủ tướng Chính phủ, tỉnh Thái Nguyên đã thành lập ban chỉ đạo triển khai xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh. Với quyết tâm chính trị cao, tỉnh phấn đấu hoàn thành xóa nhà tạm, nhà dột nát cho các hộ gia đình đã có đủ điều kiện theo quy định trước ngày 31 tháng 3 năm 2025. Đối với các hộ gia đình chưa đủ điều kiện theo quy định, giao đồng chí Bí thư các huyện ủy, thành ủy chỉ đạo rà soát, phân loại, phấn đấu hoàn thành xong trước ngày 30 tháng 6 năm 2025. Hỗ trợ các hộ gia đình xây mới tối thiểu 60 triệu đồng một nhà, sửa chữa tối thiểu 30 triệu đồng một nhà. Nêu cao tinh thần trách nhiệm, Ban chỉ đạo tỉnh đề nghị các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả phong trào thi đua chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước do Thủ tướng Chính phủ phát động, huy động nguồn lực xã hội hóa kết hợp với nguồn lực của nhà nước để chung tay hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát, đa dạng hóa các hình thức hỗ trợ để cùng chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát trên tinh thần ai có gì giúp nấy, ai có công giúp công, ai có của giúp của, ai có ít giúp ít, ai có nhiều giúp nhiều, bảo đảm công khai, minh bạch, đúng quy định, không để xảy ra thất thoát, lãng phí, tiêu cực, tham nhũng. Người đứng đầu các đơn vị địa phương phát huy cao nhất trách nhiệm nêu gương, tính tiền phong, gương mẫu, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung, quyết liệt lãnh đạo, chỉ đạo theo tinh thần đảng viên đi trước, làng nước theo sau, thực hiện các công việc một cách chủ động, tích cực, hiệu quả, không màu mè hình thức, không trông chờ ỷ lại, không đùn đẩy trách nhiệm.